Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Đấu Trường Chân Lý Mobile nha. Ok, đầm cua. Ui, mấy nhân bản cũng ngon nha. Trời ơi, mình nói thiệt luôn á nha, chưa bao giờ mà mình thấy luôn một trong những cái game mà nó update nhanh như cái game này luôn. Mới ra một bản vá đây xong cái là sáng hôm sau là công bố bản vá mới liên tiếp luôn. Vì là người ta là sao? Là 3 tuần 2 bản vá, còn này là 3 ngày 2 bản. Liên tục luôn. Mình nói thiệt, mình còn chưa biết bản trước là như thế nào, bây giờ nó đã khác rồi. Mình chưa biết bản trước nó như thế nào nữa, bây giờ là đã là một bản khác, mà khác hoàn toàn luôn nha. Đa phần là những cái con carry thì bây giờ bị yếu đi 4 tiền. 4 tiền nó bây giờ nó bị yếu đi nhiều rồi. Tất cả những con tướng 1, 2 tiền, 3 tiền, 5 tiền đều được búp hết. Chỉ có mình 4 tiền là bị nép thôi. Vậy không? Tất cả con tướng đều có thể búp hết. Có thể là con nó, một là để nguyên, hai là tăng lên sức mạnh, giống như là 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền thì rất nhiều con kể ra không có hết. Nhưng mà 4 tiền thì đa số bị nép. Đa số là bị nép, mà mình nói thiệt luôn nha. Bạn cứ kiểu vậy giống như là chạy đua đó. Mà người ta tới mà bạn lùi, là khoảng cách nó hơi xa nha. Thì nó có gọi là cân bằng không? Bây giờ 4 tiền giống như kiểu là kiểu sao, thì chơi cũng được. Nếu mà bạn lên sớm thì chơi cũng được, chứ còn không bây giờ người ta reroll rất là nhiều. Tại vì 1, 2, 3 tiền rất là khỏe luôn. Con nào nó cũng được lên hết. 4 tiền thì cái chiêu nào cũng bị giảm hết. What the fuck? Vậy là sao? Ý vậy là sao nhờ, đúng không? Mà hôm nay mình sẽ gọi là triển khai một con bài luôn. Vừa vô mình thấy có con Vega là mình thấy bú rồi. Vừa vô có thấy con Vega là bú liền. Chắc chắn ông được búp. Ông được búp rất là ngon. Nhưng mà bị có một cái là sao? Cái bài mình muốn đi là cái bài mà mạnh nhất meta này. Mình có thể nói là mạnh nhất meta này luôn. Sắp đi tới đây là bài mạnh nhất luôn. Tại vì búp quá nhiều, búp mạnh tới mức mà phải sao là phải nép lại liền luôn bạn không? Nó lỗi á, nó lỗi game tới mức mà cái gì con bài này á mà bị nép lại liền. Là mới búp mấy ngày trước xong hôm nay là nép lại liền, giảm sức mạnh liền, chứ không người ta chơi không có nổi luôn. Đây là một trong những con bài đó. Anh em vô đây anh em sẽ thử. Anh em thử đi là anh em sẽ biết. Đấy, xoay luôn cái mẹ này. Kinh nghiệm cũng được luôn. Khuyến mãi kinh nghiệm ngon. Ngon. Lên bây giờ nếu mà đã reroll, trời đất ơi ông. Đã reroll Vega thì phải level 7. Mà level 7 thì thôi, vậy thì nó lại quá tuyệt rồi. Chưa gì hết là có 5 ông rồi. 5 ông bây giờ cứ up level là lên 7 cái là ngon liền. Vô nhận được phát 12 điểm kinh nghiệm. Trời. Xuất sắc liền. Đó. Bài này thì giờ chúng ta đi ông cơ bản giai đoạn khởi đầu. Đi ông về cuối thì có ấn thì nó ngon, còn không có ấn thì nó hơi phèn chút xíu. Nhưng mà bây giờ chúng ta dồn đồ cho Vega thì bạn hiểu đó, chắc chắn là team pháp sư. Team pháp sư ở đây rồi, tại vì con Vega này nếu mà một trận không thằng nào giành đó, thì cơ bản là bạn biết sao, mình nói thiệt luôn nha, trong đây 8 thằng này chơi, thí dụ giống như có một số 1-2 thằng nó kiểu là sao ta, gọi là có tìm hiểu thì nó còn biết, chứ còn nói thiệt giống như mình đi làm nguyên một ngày về chơi 2 game, một ngày chơi 2 game, thí dụ như bạn đi, bạn có biết được update không? Không. Thấy cái game nó update ra rồi mới bắt đầu vô Google tìm update bản mới là bản gì. Bạn thấy không, là mỗi lần bấm vô cái app trên điện thoại, bấm vô cái nó hiện lên phải cập nhật bao nhiêu mê đó. Rồi cho lúc đó nó cập nhật xong rồi mình mới bắt đầu đi tìm coi nó update cái kiểu gì, chứ nói thiệt là mình còn không biết cái thời gian update nó luôn, mà cũng không biết là nó update hồi nào luôn nữa. Vậy không? Là mình không biết luôn lúc đó, rồi bắt đầu vô rồi bắt đầu tìm hiểu. Thì ra là vậy, thì cái con này có vẻ khỏe nè. Xong rồi đó cái bắt đầu vô mấy cái trang thống kê. Vô mấy cái trang thống kê để coi bộ nào nó đang mạnh. Thì mình chơi đúng bộ đó thôi. Đó, nó đơn giản vậy không? Mình không cần phải nghiên cứu nhiều, ta thích làm mẹ vậy đó. Cứ người ta chơi sao mình chơi y vậy là được. Người ta chơi sao mình chơi y vậy là được. Đừng có theo kiểu là cái dạng mà gọi là quá out meta thì không được hay thôi. Nhưng mà đa phần là nó sẽ không có nép, mà nép chết hẳn một bộ phải không? Nó sẽ nép vừa thôi, cho nên bộ nào bạn chơi cũng được hết. Nhưng mà có những cái bộ nó meta là sao, bạn chơi bạn đen một chút thì bạn cũng chẳng thua được. Còn những cái bộ mà bình thường á, thì bạn đen một xíu là bạn rớt ra khỏi top rồi. Còn những bộ meta là bạn đen một chút xíu thì bạn cũng lọt ở trong top. Chủ yếu là bạn không top 1 được thôi. Bạn không top được 1 được thôi. Chứ còn mà những cái bộ khác á, mà gọi là yếu xui một xíu thôi, trận đó thiếu đồ chút xíu thôi, hoặc là trận đó nó roll bài nó hơi đen một chút xíu thôi là coi như out top là rõ. Còn đi bài meta thì nó đơn giản lắm. Đi bài meta là đơn giản lắm, cứ vô y một đội hình đó là đóng vô cho mình. Y một đội hình đó vô đóng đồ có đen chút xíu thì hỏng top 1 cũng top 2. Bài nó không ra được chút xíu, hỏng top 1 cũng top 2, hỏng top 2 cũng 34, không trễ hơn được. Đó thì bởi vậy trời ơi, ấn băng luôn, ghê nhà. Ấn băng luôn, được. Cơ bản là bạn biết không, bài 9 băng nó vẫn là một thứ gì đó rất là hấp dẫn. Tại vì nó tốn chỉ có 2 slot, có 2 ấn thôi. Có 2 ấn thôi mà bây giờ, đúng rồi, nói lại là sao? Cái nấu nhừ xương. Cái nấu nhừ xương bây giờ nó là nấu, nó đổi thành cái khác à. Nó không còn nấu nhừ xương nữa. Mẹ hên quá đi. Nó bỏ đi cái nấu nhừ xương nhưng mà nó lại cũng có một cái cổng dịch chuyển khác. Là nó sẽ cho cả xẻng cả chảo luôn. Nhưng mà nguyên một trận đó bạn sẽ không có búa rèn. Bạn sẽ không có búa rèn. Là hiểu không? Là hiểu là bạn không có búa rèn thì trận đó chỉ trừ khi bạn có Pandora thì bạn mới quyết định được cái ấn của bạn chơi cái gì thôi. Chứ còn không có búa rèn thì chắc chắn là nếu mà không có Pandora thì cái việc đổi từ chảo thành xẻng hoặc là từ xẻng thành chảo là hoàn toàn không thể. Không búa rèn thì đổi làm sao? Làm sao? Đúng không? Làm sao mà đổi được? Nguyên một trận đó bạn sẽ không nhận được búa rèn nếu bạn lấy cái lõi nấu nhừ xương mới. Nó cũng giống vậy, nó cũng một chảo một xẻng. Nhưng mà nó lại nguyên một trận đó khi bạn bích được cái cổng dịch chuyển đó thì bạn sẽ không có gọi là nhận được búa rèn nữa. Thì nó cũng hạn chế đi bớt cái việc là tụi nó sẽ gọi là ảo ma đi mấy cái đội hình mà 10 số nhiều quá đi. Đúng không? Tại vì nó có búa mà nó muốn đổi thì cái nào thì nó đổi thôi. Nó muốn đổi từ búa sang xẻng cũng được, xẻng sang búa, xẻng sang chảo, chảo sang xẻng gì cũng được hết. Cho nên là nó có thể setup một bộ đội hình nhiều số. Nhiều số miễn là nó có đủ búa rèn thôi là được. Không cần phải có Pandora luôn. Còn bây giờ bắt buộc anh em phải có một loại Pandora thì anh em mới làm được chuyện đó. Thì hỏi mình bây giờ thí dụ có cho nấu nhừ xương đó một cơ hội không? Thì xin lỗi, không luôn. Không luôn, cũng không cho nó cơ hội nào luôn. Mình cũng không bao giờ bước vô cái lõi mới hết. Cái cổng dịch chuyển mới hết. Dù có một chảo một xẻng mình cũng không chơi luôn. Không chơi luôn. Đó, tránh tình trạng phải không? Dẹp. Mình cứ tưởng là nó bỏ luôn là nó không có cái lõi đó nữa thì thôi bỏ mẹ đi. Còn bày đặt chỉnh sửa nữa. Còn bày đặt chỉnh sửa cái không có ra búa rèn nữa. Thì nó cũng là hạn chế cái tụi nó. Nhưng mà nhiều khi hạn chế của tụi nó cũng là cách hạn chế của mình mà, đúng không? Nếu mà lấy nấu nhừ xương bây giờ vô hồi trước còn búa rèn thì 2 thằng 10 kỳ quái còn được. 2 thằng 10 kỳ quái còn được. Bây giờ thí dụ giống như mà bây giờ không có búa rèn thì thằng nào có Pandora thì đó thằng đó làm cha hả? Không có búa rèn thì thằng nào có Pandora làm cha hả? Thì nó còn khổ nữa. Nó còn khổ nữa bạn không? Nhiều khi là sao nó sẽ ít khổ cái mặt này hơn nhưng mà nó sẽ khổ cái mặt khác hơn. Hồi trước là vô trận là có thể là bạn đen làm sao đó bạn không có đủ ấn để bạn đi 10 kỳ quái hay là 10 pháp sư gì đó ha, ví dụ vậy. Thì thua thằng nó có đủ ấn thôi. Còn bây giờ bạn có lấy nấu nhừ xương luôn nhưng mà bạn không có cái Pandora thì coi như là thua trắng. Là bạn cũng không ghép được một cái đội hình nó có thể ghép được. Mà cái thằng có Pandora nó sẽ chủ động nó ghép được. Còn bạn thí dụ như giờ bạn không có Pandora thì giờ có chủ động cũng không ghép được. Mấy cái bộ ví dụ như 8 nè hay là mấy cái bộ mà 2 ấn kể cả thông đạo bạn cũng không chơi được luôn nữa. Tại vì một xẻng một chảo mà thì làm sao ghép thông đạo đây? Trừ khi là phải ra một ấn thông đạo riêng thì nó mới ghép được thông đạo. Hơi khó Nói chung là cái mình không bao giờ bước vô cái đó. Mình với nó là không có đội trời chung. À, trừ khi là thằng nào bích thì tao chơi thôi, chứ còn không thì tao không bao giờ bước vô đó. Mình là kỳ thị, mình gọi là gọi thẳng ra là mình kỳ thị nó. Mình không có chơi, không có chơi bạn xấu. Bạn xấu cho nên bố mày không chơi, nó vậy cho nó vuông. Không, mình kỳ thị luôn, mình kỳ thị thẳng mặt mà. Mình nói từ đầu rồi, mình nói từ cái lúc mà nấu nhừ xương nó mới ra rồi nha, là mình kỳ thị nó, chứ không phải tới bây giờ mình mới kỳ thị nó nha bạn. Không, mình kỳ thị từ lúc mà nó mới ra rồi, bây giờ nó chỉ đổi cách thực hiện thôi. Đổi thì bố mày cũng kỳ thị luôn. Ồ, không chơi, không chơi. Rồi pha này chuyển qua ba pháp sư thôi. Pha này chuyển qua ba pháp sư, level 7 sẵn luôn mà. Level 7 thì roll làm sao thì roll Vega luôn là quá tốt rồi. Này nè, thấy chưa? Mình nói thiệt luôn bạn, pháp sư bài meta này nó khỏe điên. Nó khỏe điên thôi, mà pháp sư này thì bạn đi là bạn phải đi 7 pháp sư nha. Tại sao? Tại sao lại là 7 pháp sư? Tại vì nó 7 pháp sư bây giờ là nó tới 105. Không nhớ là 105 hay là 115% sát thương của cái đòn đánh thứ hai. Hồi đó là 5 pháp sư, gọi là 7 pháp sư là hình như mới khoảng 95 thôi phải không? Còn bây giờ nó đã tăng lên, hơi bị kinh khủng luôn. Hơi bị kinh khủng luôn. Cho nên 7 pháp sư bây giờ đã đi pháp sư thì phải đi 7. Tại vì nó mạnh cực. Hồi trước là cái đòn đánh thứ hai là nó yếu hơn cái đòn đánh thứ nhất của con pháp sư đúng không? Không, bây giờ không. Bây giờ nếu mà bạn 5 pháp sư á, thì gọi là nó ngang nhau. Nó 5 thôi nó đã ngang nhau rồi. Một thằng 100%, một thằng 95% là coi như nó ngang nhau rồi. Mà 7 pháp sư là cái đòn thứ hai nó mạnh hơn đòn đầu nữa nha. Nó mạnh hơn đòn đầu hơi bị kinh khủng luôn á. Mà bạn biết rồi đó, cỡ mà Vega mà nó trưởng 2 phát, mà cái phát sau nó mạnh hơn phát trước thì làm gì sống nổi. Làm gì sống nổi đúng không bạn? Quá tệ luôn á. Đúng kiểu là meta này là meta của pháp sư. Anh em nào chơi gấp trước khi nó nép nữa. Mình nói thẳng, cái pháp sư này còn nép nữa. Tại sao nó up bộ pháp sư lên nhưng mà nó lại nép con Vega thì không phải con Vega mà nó nép con đúng rồi, nép con Vega với lại nép con Vex. Không ăn tiền, không ăn tiền. Vega bị nép, Vega vẫn còn mạnh, Vex bị nép, Vex vẫn còn rất ok. Không có, chủ yếu là nó không bằng hồi trước thôi nhưng mà nó vẫn còn rất là ok luôn. Thấy chưa? Bởi vậy mới nói là bây giờ là nếu mà vô đã chơi được bộ pháp sư rồi thì anh em sẽ thấy một trong những cái bộ mà nó mạnh nhất meta này. Mình dám khẳng định luôn, tại vì tỷ lệ thắng ở tại mới update đây thôi, nhưng mà tỷ lệ thắng của bộ pháp sư 7 pháp sư ở server Trung Quốc là bạn biết bao nhiêu chưa? 67,6%. Tỷ lệ thắng này là tỷ lệ thắng top 1 nha. Top 1 thôi nha, chưa có nói top 2, top 3, top 4 đó nha. Tỷ lệ thắng là tỷ thắng top 1 thôi mà nó đã là 67, gọi là 67,6 hay là 66,7 gì đó, không nhớ nữa. Cỡ đó đó. Là hơn 50% rất nhiều nha bạn. Hơn 50% rất nhiều nha. Mà cái này chỉ tính top 1 thôi đó. Là thí dụ giống như là 100 trận chơi thì có 66 trận top 1, bạn thấy kinh khủng chưa? Biết là cái xác suất, cái tỷ lệ này thì nó chỉ là cái tỷ lệ của con số thôi. Tại vì vô trận nó có thể là có đồ không đồ, hoặc là có tướng không tướng, nó nhiều thứ lắm. Kể cả việc có đi một cái bộ mà nó mạnh đi mà bạn xoay tướng không ra thì nó cũng khó nữa. Nhưng mà bạn biết không, đội hình nó mạnh đến mức mà cảm giác giống như dù nó gọi là có bị nép, gọi là yếu giai đoạn đầu thì giai đoạn sau nó vẫn comeback được. Khổ vậy đó chứ. Trời ơi, đồ đạc gì thì lấy cái gì bây giờ. Nhưng mà trước tiên nếu mà được thì lấy mana đi. Mana để làm gì? Mana ghép vô làm cây con Vega thì phải có blue. Blue bị nép các bạn. Blue với lại red bị nép cũng nhiều đó, chứ không phải cũng không phải ít đâu. Nhưng mà blue thì cũng tạm. Dù có bị nép thì cũng ok. Uống dữ trời. Rồi Vega 2 tới công chuyện tụi mày rồi. Giờ trước tiên ghép cho nó cái chí mạng nữa. Cái chí mạng là cái rất quan trọng đối với lại con Vega luôn. Tại vì nó mà sốc đam á, nếu mà tốt nhất là chết luôn đi thì con Vega nó sẽ chuyển mục tiêu, nó rất là khỏe. Trời đất ơi, tốt đấy. Vega phải gũng đồ rất là ngon luôn. Ra lên mà lên 2 sao 3 sao hết thì tới công chuyện, nhưng mà không, tại bài ông của mình này không có đi, chút xíu mình đi bãi pháp sư đó, cho nên bài ông này bài không ăn tiền, bài ông này chắc là mình cho đi luôn. Làm hơi trên tỉnh táo rồi. Ok, còn bài gì đây ta? Bạn này đi gì? Rumble bánh ngọt à? À không, Rumble này Rumble pháo thủ. Wow, pháo thủ băng giá được đấy nha. Nhưng mà xin lỗi, bạn thấy sát thương của ba pháp sư chưa? Nó nổ cái nào cái nấy mẹ ơi luôn. Nó nổ cái nào cái nấy mẹ ơi luôn, khủng khiếp. Đó, bây giờ set up làm sao 5 pháp sư sớm càng tới. Mình có thể bỏ ông cũng được, mình kiếm 5 pháp sư thôi. Nhưng bây giờ thiếu một con pháp sư, con gì thì chưa biết. Galio thì có một rồi nè, là 4 là thiếu một con nữa. Được đấy, nhưng mà cơ bản bây giờ con lít răng nó giai đoạn đầu thì nó tăng thì cũng được đi, nhưng mà về sau thì phải dồn đồ cho con vét nha. Con vét là con tăng cứng nhất đội hình phép luôn, chúng ta không thể để cho nó chạy đồ phép đi, gọi là đồ tăng qua con khác được. Tại bây giờ mình lỡ ghép được con vét con lít răng rồi, cho nên mình đeo đó để nó đỡ thôi. Mày hả, trời đất ơi, thắng là thắng nha bro, không có dễ ăn đâu. Thắng là thắng mà, là rõ, bài rất là khỏe luôn. Nếu mà giờ Cosmo mà nó còn thêm pháp sư vô nữa thì nó lại quá tốt. Mà nói thiệt, mình chưa có chơi 10 pháp sư lần nào hết. Bây giờ làm sao kiếm được cái ấn pháp sư này để chơi đi. Khó thật sự luôn, mà khó chịu thật sự luôn. 10 pháp sư là bạn tốn hơi bị nhiều nón luôn. Ok, pháp sư Nami, trời, con Nami mà làm pháp sư là hết bài luôn. Con Nami này thì mình khuyến khích các bạn, nếu có dư đồ thì đưa cho con Nami một xíu rồi hồi mana xong lên trên người nó thì cố gắng là làm cái ở trên người nó thì cố gắng làm cái gì mà quỷ thư, đúng rồi, quỷ thư, một cái quỷ thư đưa cho con Nami sẽ làm cho đội địch bên kia rất là hoang mang. Rất là ngon lành luôn, cái quỷ thư là rất là ngon. Đó, đưa đại đi, cái này thì chắc chắn là phải đưa vô lấy bú của quỷ thư là rõ, đúng không? Đó, xong cái này cái cho thêm một cái Sujin nữa là con Nami này đủ rồi. Đủ tầm, ở đây không cần nhiều lời. Wow, Galio 2, Seraphine 2 được đấy. Hay giờ chuyển 5 luôn ta. Hay là giờ chuyển 5 pháp sư luôn, tại vì ui Vega tốt quá. Trời đất ơi, hay thật. Vega 3 đi là chuyển 5 pháp sư cũng được, tại vì bây giờ đủ rồi đó, nhưng mà mình sẽ mất 5 ông. Nhưng mà Vega ra như vậy thì nó lại tới quá bạn ơi. Đó, bạn thấy không, con Nami thấy vậy chứ nó có một cuốn cái gậy qua gọi là quỷ thư đó là rất là ngon. Ok, thăng hoa không được, thăng hoa này hơi tệ, thăng hoa vàng ít, bây giờ ít người lấy lắm bạn ơi. Trời đất ơi, thật sự thiện chiến đi, ra kỹ năng, team này thì con nào cũng ra kỹ năng hết, lấy cái này đi. Vết 2 tốt lắm, lên được tăng cơ là tốt, miễn là lên được tăng là được. Bây giờ bà mình đằng sau là gọi là cố gắng gây hết sức, gọi là gây đam thôi, còn đằng trước tăng thì có vét lo. Con vét này nếu mà đưa gọi là đồ ngon thì có thể là ok luôn á. Chà, thôi mà cho con Vega nữa lên 3 sao mẹ luôn đi, chờ cái gì nữa. Trời, cái vét nữa nè tốt quá nha, chờ cái gì nữa, lên con Vega 3 một cái đi. Nhưng mà Vega 3 cũng phải còn phải vẫn phải xoay con vét 3, con vét thấy vậy chứ nó quan trọng trong đội hình phép đó nha bạn. Một con phép carry tăng đằng trước rất là ổn định luôn. Cho nên là nếu được thì cái này phải gọi là ngon lành. Trời ơi, thôi đi rồi, bên kia nó đông thế. Đồ ơi, đông thế mà còn đã vậy còn trâu nữa. Ôi trâu này thì trâu này. mẹ thua nó chứ mới tục chứ. Con này nó đội hình này nó ác thiệt luôn á. Con này mà nó dùng hay cuồng đao một cây Sojin thì mình có thiệt luôn cũng chưa hiểu cái vấn đề xảy ra luôn. Trời đất ơi, không có gì để mua hết. Trời ơi, hết tiền của mẹ luôn rồi, tôi đi rồi chú tôi ơi. Nào, đối thủ tiếp theo Hiếu FC hay là thằng đầu bảng. Khả năng thằng đầu bảng chứ thằng Quang kia mới gặp rồi phải. Đúng rồi, đầu bảng, đầu bảng, ui đầu bảng đây rồi. Đầu bảng đi bánh ngọt, Zing cầm hai cuồng đao rất là khỏe đâu, nhưng mà xin lỗi nha. Chưa chắc đâu. Thôi nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Đúng rồi, lia nó em ơi, lia nó cái nữa nè, lia nè. Một nè, hai nè, trời ơi Vega ơi. Vega ơi, 10 điểm, 10 điểm luôn cho em luôn, còn Vega nó ra chiêu ác thật. Ôi chà. 61 máu, bây giờ sắp đi chợ rồi, cố gắng tuột xuống xíu nữa cũng được. À. Ok, ok, nhắm tới là hai cái kia đi, để coi cái bài này như cái gì vậy ta. Wow, đi chợ giờ lấy cái gì giờ thiệt luôn không biết luôn á. Thật sự là không biết đi chợ lấy cái gì luôn. Trong những cái món đồ còn lại mình cảm giác giống như hụt hẫng của mẹ luôn. Lấy để làm gì? Lấy để làm gì? Chật nhà, chật cửa chứ làm gì? Chút mua lấy bán hết cho rồi, hợp lý. Trời ơi, nó có con Vega cuối mà nó không có thì giờ sao đây? Ảo vậy. Ồ. Trời ơi, vét lại lên hai con rồi, ôi giữ được, mua hình nhân nè, ngon chưa? Wow, ảo thật. Rồi ok, bắt đầu cho hết mấy cái đồ này vô xong đập một lần ra coi nó có đồ tăng không. Đúng rồi, bỏ vô đây là lấy cái đập cái đung. Trời đất ơi, đồ phép thôi cũng được, đi. À, đồ phép thôi cũng được đi, nói chung là vừa niêm. À, vừa niêm, hợp lý quá đi. Ok, trời thơm phân phức. 7.800 đam, bạn thấy con Vega 2 không? Cái này là chưa lên 3 sao đó nha. Nhanh nhanh rồi gọn gọn đó, em ơi, không đóng vô hạng 3 không? Bài rất là phèn phèn thôi nhưng mà đóng vô hạng 3 nhẹ nhàng lên. À, 5 tiền thì có một đống mà 3 tiền là không có, bây giờ phải xoay tiếp chứ làm từ ở đây rồi. Tốt quá, bây giờ vét 3 nữa là đẹp nè, vét còn một con thôi vì lên 3 luôn. Lên 3 xong mình up 8 luôn, up 8 để thêm 7 pháp sư vào. Oh shit. Lúc đó thì khỏi phải bàn rồi, vấn đề mà gọi là khủng khiếp cho bạn. Vô cùng ngon luôn đó chứ. Ai. Rồi, bài thằng này thì đằng trước có vẻ cứng, đằng sau cũng có vẻ có đam. Nhưng mà xin lỗi bạn, bạn có kháng phép không? Bạn không có kháng phép là bạn chết. Ok chưa? Wow. Đây nè, đây nè. Trời ơi, 10.000 sát thương mà bạn con Konami kìa, đứng hạng thứ 2 đội hình mình nha bạn, ghê chua. Ác thật. À, thằng này nó không biết làm sao chứ bây giờ cứ lết lết từ từ lên đầu bảng là được. Bài này chút xíu nữa mình gọi là thể hiện được hết sức mạnh xong rồi đó là tha hồ mà chơi. Ôi chà. À, ok, vét đâu nhờ? Thêm một con vét nữa thì sao? Đây rồi, đó, lên luôn, hợp lý quá luôn rồi. Bây giờ thì có nhiều up 8 nhiều. À, có nhiều up 8 nhiều, hợp lý nè. Wow. Đây rồi, trời ơi, sát thương mẹ ơi, của sát thương luôn á. What? Quá trời tiền, quá nhiều tiền rồi, phải nói luôn cái đầm cua này nó sướng ở chỗ là nó cầm được quá nhiều tiền luôn á. À, đây rồi, mua thêm bùa cho con Vega nó mạnh thẳng đi. Con Vega nó cần bùa biết dữ lắm. Trời ơi. Cái này giờ sao đây? Chết tôi rồi. Pha này chắc là lấy nước mắt thôi. Lấy nước mắt xong ghép một cái giáp hồi đằng trước. Ok. Ok. Đó. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Lên 8 cái nhẹ là chỉ cần lên 8 phát là đẩy vô là làm, gọi là gầm, làm gỏi liền. Đây nè, sóng thần tới nè con ơi. Trời, nhưng mà con Jin nó không tưng lên bạn ơi. Con Jin này không tưng lên thì mày ở đó mày chết đi. Ở đó chết đi, khỏe ghê. Không, mình nói rồi, đội hình này là đội hình best chơi trong tầm giá meta này. Các bạn đừng có nói gì hết đó. Tại vì mình đã coi mấy ông Trung Quốc chơi mấy cái bản này về trước rồi. Mà đội hình này thì nó siêu khỏe đi bạn. Nó siêu khỏe đi. Được. Đội hình này thì giờ chỉ có con cốc mo lên 3 sao như vậy là mình bắt đầu cho nó đi gọi là ấy rồi, ngon lành rồi. Khó chịu thật sự luôn. Bây giờ up 8 rồi, bây giờ kiếm một con 5 tiền thì không có, bây giờ phải thay thế bằng mấy con 1 với 4 tiền là đưa vô lấy bỏ 5 ông lấy 7 pháp sư có đáng không? Tại đáng chứ. Tại 7 pháp sư lúc đó là cộng 115 cái này kia ra. Sao? Trời ơi nè. Vega nè, bốc hơi nè, ngon chưa? Vega đâu? Vega nè, trời ơi, khủng khiếp chưa? 7.900 đam. Lúc nào cái đam của con Vega vẫn là một cái đam tốt nhất cho đội hình của mình các bạn. Không có lý do gì mà lựa chọn sai hết. Quá chà, thơm ngon từ thịt ngọt từ xương. Thơm ngon từ thịt ngọt từ xương đấy chứ chẳng đùa. Bài như vậy thì cỡ này rồi hết bài, đưa con Serat vô đây chút xíu của mình đưa thêm biết gì không? Đưa vô con tôm can, tại vì con tôm can nó sẽ kích được tiên phong. Hết đường chạy liền. Tôm can 2 à nào. Ây da, thằng này đi cái gì đây? Học giả. Học giả được. Wow, được hôm nay, được không? Đừng thua, mất cái chuỗi đó. Hay quá. Đừng thua cái nữa. Trời, bạn coi chí mạng kìa. Phải nói cái chí mạng của con Vega nó to như cái bánh xe bò. To kinh khủng. Đâu đi chợ có ra cái gì? Hai cha, được quá nha. Cũng nhiều đồ đấy, nhưng mà bây giờ đa phần mình sẽ lấy đồ thêm đồ tăng. Bài tăng của mình nó hơi phèn. Wow, chà, lấy cái gì giờ đã? Thiệt luôn, mình không biết lấy cái gì luôn mà. Lấy cái đại cái này đi. Lấy cái đại cái này đưa cho hàng trước cho nó câu cho nó ngon ngon đó, lên 9 cái nè. Lên 9 cái nè, để con này vô trước lấy 2 ẩn chính này đưa cho Akari để làm gì? Để tăng sát thương phép. Đưa cho Serat thì nó sẽ tăng cái gọi là cái bằng gì ta? Sát thương chuẩn. Quên rồi, sát thương tự nhiên giờ nói quên mẹ cái sát thương ra, sát thương gì rồi. Thôi kệ, ghép 3 đồ cho vét kìa. Vét 3 thì nó phải trâu hơn con lít trăng 2 là rõ chứ đúng không? Ok, trời ơi, Vega 3 đằng trước con vét nó đứng một buổi không nào chết thì làm gì được nó bây giờ. Khó chưa? Good boy. Ủa mà Serat thấy vậy chứ bắn cũng tốt lắm chứ bộ. Trời ơi, con Jin Con riêng hai chưởng lên đường, what the fuck, chưởng đầu tiên mờ hơn 1000 đam, chưởng thứ hai hơn cả chưởng thứ nhất nữa. Oh my god. Wow. Pháp sư nè lên được 2 sao luôn, quá tuyệt vời. Phải lên 10 luôn nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, 7 pháp sư của tao đây rồi. Là rõ bạn thấy không? Là rõ, đưa vô liền, lấy 7 pháp sư liền luôn. Rồi đó, tốt chưa? Hợp lý chưa? Anh em thấy ngon chưa? Nó phải thế, vậy gì sao thua được. Bây giờ mình lên 10 luôn nè. Bây giờ được thì mình lên 10 luôn, bài này thoải mái lên 10 chứ gì đâu. Xong rồi mình lên con tôm can nữa là mình được 3 ẩn 9 nữa. Thôi 7 pháp sư 3 ẩn 9 thì xin lỗi bạn luôn. Thằng này có con nào trâu? À, con Modernizer trâu đấy, 3 sao cũng cứng nhưng mà xin lỗi bạn. Đừng nói gì hết. Được chưa? Được chưa? Trời ơi nó khỏe. Ôi. Má chí mạng, trời ơi chí mạng 1350 đam. Nhiêu đó thì cái con đầy máu còn ngất ngư chứ đừng nói chi con sắp hết máu. Ôi chà, cua khiêu vũ thì quên, cái cua đầm cua này thì đỡ con cái là nó không có đánh. Nhưng mà mình còn số 61 máu cho mày đánh luôn. Cho mày đánh luôn chứ đừng nói là khỏi cần đánh. Tao 61 máu tao sợ mày hả? Ngại mày sao? Đóng tao đấm liên tục vào mặt liền chứ. Ồ mà thằng này thì cái đội hình nó như vậy thì làm sao nó chơi lại pháp sư được bạn. Mình đã nói rồi, pháp sư là một trong những cái team mà nó mạnh nhất. Cái gì quan trọng nó lại 3 lần. Mạnh nhất meta này. Khẳng định luôn, rất là kiểu như con này nó bị búp hơi quá đà, có tôm can luôn, bú tôm can luôn, xong rồi lên 10 luôn. Dễ dàng nè, coi nè, dễ dàng. Đó xong đưa con này vô đó bạn coi được chưa? Có kích được tiên phong luôn, có kích được ẩn chính luôn. Trái tim đi, cái này là tại vì thú tượng có rồi, lấy cái trái tim đi. Đưa cho con nào cũng được, đằng trước tăng thì hơi hy vọng chút xíu. Ok, đó thấy chưa? Serat để vậy là giờ sao rồi nè, đâu cái này tướng 1 vàng 500 ma thuật 500 tao không có cần, xin lỗi luôn. Bài của mày cỡ nào mà miễn bây giờ út vô được 2 chiêu, cái con Nami vô được 2 chiêu một cái thôi là ngon rồi. Chiêu là sống nè, đó được chưa, được chưa? Mà bạn coi kìa, cái quỷ thư nó đốt đâu như chó dồi. Ok. Chà, tôm can nữa, bú luôn, bú hết. Bây giờ lên vào 10 còn 60 tiền thì chắc là chỉ có mình thôi bạn. Chắc là chỉ có mình mới làm được chuyện này thôi. lên vào 10 cầm 60 tiền, ác thiệt. Thề luôn, trời đất ơi, nó tới, thời tới cản không có kịp. Cản hộ cái nào. Trời, hợp lý quá. Đầu 30 máu, trời, 30 máu hơn học giả này thì xin lỗi bạn luôn. Bạn như này là thằng này đúng học giả luôn nè. Học thì ghê đó nhưng mà có vẻ không tập trung. Học giả, đó là chỉ là học giả thôi, không có biết được cái gì hết. Đó, ghê, trời, xe đá nó bắn, trời ơi. Con Vega nó cũng giật, chí mạng cũng ác nữa cơ. Ôi ôi, được quá trình luôn. Hợp lý luôn đó chứ, được. Ai, dễ dàng. Cái thằng nó kiểu như mà nó hết động lực các bạn. Bài nó sao thắng được bài mình.